cắt canh này. Ờ, cái kiểu này là kiểu mới nên là tớ phải cắt thực hiện trên canh trước, không thể lấy khách làm chuột bạch được, phải luyện tập trên canh thuần thạo. À rồi, để hiểu rồi bắt đầu mới cắt cho khách được. Đấy, đây là một cái kiểu tóc mà kết hợp giữa tóc bốp và tóc pixie. Đó, đây là khách hàng có thể làm bén tai này, nó sẽ đa nhiệm hơn, nhiều cái trang phục để phù hợp hơn đấy. Đấy, các bạn chờ xem kiểu tóc mới này như nào nhé. Ơ, Long ơi, thế này là xong chưa? À, kiểu tóc này xong rồi. Được không? Như được không? Cũng được đấy, thế nhưng mà nó khác với những kiểu khác ở điểm nào? Ờ, cái kiểu tóc này ấy, thì nó sẽ có những cái đặc trưng của kiểu tóc bob và kiểu tóc pixie. Thì đây chính là đặc trưng của đường của bob này. Những cái đường mà nó ngang hoặc là hơi dốc xuống ấy, đấy là đường của bob. Và cái khối lượng tóc ở phía sau này khá là nhiều này, đây chính là của bob. Và cái kỹ thuật mà cắt layer và vén tai ấy, thì đây lại của pixie. Đây là cái kiểu tóc này nó có cả hai cái tinh túy nhất của hai kiểu tóc kia thì cho vào kiểu tóc này. Và cái kiểu tóc này ấy, thì nó sẽ hợp với những người mà kiểu mà đang từ tóc dài mà muốn cắt tóc ngắn nhưng mà không sợ bị sốc quá ấy, thì sẽ có một cái kiểu tóc đệm. Đây là kiểu tóc đệm rất là dễ chăm sóc thôi, các bạn gội đầu xong sấy khô và có thể vén tai này. À, thì đây là một kiểu vén tai để lại cái mai, thì là dành cho những bạn mà có cái khuôn mặt mà đầy đặn thì có thể là để lại mai một chút. Còn bạn nào mà cá tính mà muốn khoe thể hiện cá tính của mình ấy thì hoàn toàn có thể để theo kiểu như thế này, là có thể vén hết cả tai vào và mặc đồ có thể là cá tính hơn và có thể năng động hơn. Đó, thì đây chính là cái kiểu tóc dành cho những người phụ nữ tham lam, có nghĩa là vừa muốn sự nữ tính, vừa muốn sự cá tính và vừa muốn cái sự tiện lợi khi mà chăm sóc tại nhà nữa. Ổn không? Ừ, đấy, ổn thì cho like nhá.